Bộ Y tế trưa ngày 13 tháng 6 công bố bệnh nhân 5.355 tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do nCoV trên bệnh nền viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa, loét tá tràng. Theo tiểu ban điều trị, bệnh nhân nam 76 tuổi, địa chỉ tại Thuận Thành, Bắc Ninh, tiền sử viêm đa khớp mới được phát hiện, sống trong vùng có nhiều ca COVID-19. Vào ngày 8 tháng 5, bệnh nhân ở nhà sốt cao từng cơn, tự điều trị ở nhà 3 ngày không bớt vào trung tâm y tế Thuận Thành và được chẩn đoán viêm phổi, cách ly điều trị tại bệnh viện Dã chiến Gia Bình. Ngày 21 tháng 5, ông nôn ra máu, được chuyển bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm phổi. Bệnh nhân được xử trí hồi sức tích cực truyền máu, nội soi cấp cứu xử trí điểm chảy máu tá tràng, thở oxy, kháng sinh. Ngày 23 tháng 5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân không cải thiện. Tổn thương phổi tiến triển nặng dần, được đặt nội khí quản, thở máy, vận mạch, hội chẩn, chuyển bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 3 tháng 6. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu hấp thụ, truyền dịch, thuốc vận mạch nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, dinh dưỡng hỗ trợ, nội soi phế quản hút đờm giải phóng đường thở. Bệnh nhân tuổi cao, thể trạng gầy yếu, không đáp ứng với điều trị, suy đa tạng ngày càng tăng. Bệnh nhân tử vong vào sáng ngày 12 tháng 6 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng do nCoV trên bệnh nền viêm đa khớp, xuất huyết tiêu hóa do loét tá tràng. Và đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 24 tử vong trong đợt dịch này và là ca tử vong thứ 59 kể từ đầu năm 2020. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.